lên cho anh em một bầu tóc. Ngôi này à, ngôi ở đây đúng không? Hay là kia ngôi giữa? Em ở đâu? Em về đâu nhỉ? Chào 8.000 bạn đang xem. Em quê đâu nhỉ? Em tên gì? Em giới thiệu cho mọi người biết đi. Hôm nay là hiện tại là trời mưa rất là to anh em, ở Hà Nội rất chi là lạnh luôn. Cho nên là mình cũng sáng giờ mình cũng ốm. Cho nên là có nhận một bạn là cắt tóc tại nhà. Đấy, nói chung là giá cả em mà bảo là cũng thành vấn đề, quan trọng là em có một mái tóc đẹp. Đấy, hôm nay là mình sẽ lên cho anh em với một quả một bó tóc layer cực kỳ chất luôn nha anh em. Màu tóc này là hầu như là các bạn trẻ đều cắt nhá. Ok nào, quý nào, giờ đến lúc cắt nào. Mưa à? Mưa to rồi. Tí nữa có mưa không em? Em nhà đây cũng sao nhỉ? Em đi bộ à? Đi bộ chắc gần hả? Hay là ngồi lùi xuống dưới đi nhỉ? Ngồi lùi đi. Đi vân. Hello các anh em. Cười. Có ai đang cười em này? Cái mụn à, anh xin lỗi vì là đau em nhá. Đau rồi. Đau không? Là đau rồi chị. Một mẫu tóc rất là chất chơi nhá. À mà anh chưa biết tên em tên gì nhỉ? Em tên Như à? Một tên đẹp hết. Như Hoa, Như Ngọc. Và xinh như em. Chào 11 bạn đang xem nhá. Hiện giờ là mình cắt tóc tại nhà nhưng mà mình để quên máy sấy ở đâu rồi. Hello, 9 bạn đang xem. Quay đây cái gì đó? Cháy nhà. Duyên dáng.
Duyên, tên Duyên hả? Duyên hả? Duyên 23 nhỉ? 23 Thủy Linh nó bao nhiêu? 23, Duyên 23. Một bố tóc cực chất lên cho các em. Bố tóc em có nhìn chưa? Tóc đi chồng ha? Ồ. Dở rồi anh em ơi. Bố tóc này là bố cắt xong là có nhiều. Nhưng mà hôm nay là cắt xong là sẽ chồng. Anh đổ nước ấy. Hả? Cắt xong về chồng lại yêu thêm. Cắt xong là về chồng lại sợ mất. Sợ mất vợ anh em ạ. Kinh chưa? Thường là mình cắt xong là có người yêu. Còn mở hôm nay là cắt xong là sợ là chồng là sợ mất. Mở á. Mở. Mở á. Mở cái nước rồi. Mở nhờ. À, anh em có thấy rõ không? Anh em có thấy live stream mình có thấy rõ không nhỉ? Không biết là mình hỏi anh đi là sao? Chim thôi nhỉ. Về nhà không? Cháu đang ở Hà Nội. Sao không thấy áo? Có thân kem cái đỏ ấy. Bò thuyền gì làm xe. Bò hoa làm xe. Cho kem lại đi. Ủa kinh bạn à? Em kinh bạn à? À ừ, phát bằng nick em à?
em bên lại chào mẹ kìa. Mặt này cắt tóc ngang tai đi. Cắt tóc cũng hiền hồ đi. Cắt bốp tém này. Cắt gì không là cứ mẹ vừa 63 đi. Tôi tỉnh. Vậy bị đánh được kia. À lão thật, bây giờ mới ghép một cái cục rồi. Chính thắng mặt ạ. Còn giờ là con mà chỉ nó đang đợi đấy thì họ cũng đổ. Có ai đổ chết? Kệ. Thấy rồi luôn. Thằng đi yêu rồi cái gì xấu này đẹp mà. Màu hồng, màu đen hay màu hồng, màu đen hay màu hồng, màu trắng hết. Này con gái cắt đúng không? Có bị ngay kiểu tóc này là con gái cắt, chỉ có con gái cắt mới như thế này thôi. Có 3 người xem. Gì đây? Vớ cầm vẩn. Chắc là nó mạng nó yếu mà nhỉ? Bờ. Cắt đầu nha. Ui, chị chả biết sai được đâu, đấy đâu mà. Quá đẹp luôn đấy. Này em cắt được. Không có tóc thì già, cắt tóc ngắn luôn. Chồng em ở đâu? Chồng em chuẩn bị lấy chồng à? Chồng ở đâu? Vẫn chưa biết. Hả? Vẫn chưa biết. Vẫn chưa biết à? Chưa tìm được à? Bạn đang xem nhá. Máy của mình không phải là chim. Còn là ông phát nữa. Khóa. Khóa vẫn là chim rồi. Ba cha có bị quá ẩm quá.
Như lục trứng chưa? Chưa. Chưa quá. Đó là chị hỏi luôn. Mình rất là đi á. Lụa phải làm mình trộn á. Bọn nó chưa ra chứ từ lụa. Cái máy luôn chưa? Rồi giờ mới lại được con này. Bye bye nha. Bye bổng luôn nha. Chào 2000 bạn đang xem. Ở nhà có lô không? Ngày trước cũng cắt máy bay rồi à? Ngày cắt máy bay tự cắt á? Gọi đi. Cắt theo tình mạng. Làm thế thì chết rồi đó. Kem đi sao đi, không có đủ. Kem ơi, kem à, hay kem? Kem mà nấu với kem. Nấu với kem. Ủa chê, sao đấy không đến rồi đấy, con vợ sao đi. Sao đi lên nó kem rồi. Tina, em trả tiền cái nhà cho anh nhá. Ui trời ơi em ơi, cái này đi. Không lấy tiền cắt tóc mà lấy tiền cái nhà. Đâu? Hả? Được nhá. Cắt giò cho anh nhá. Tiền cái nhà bằng tiền cắt tóc à? Tiền cái nhà thì... Tiền thôi.
ôm chưa? Hello, kết thúc lại.